xin chào tất cả anh chị đã quay trở lại với đầu tư tiền điện tử LForm đây và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau phân tích và nhận định thêm về thị trường crypto nha anh chị nhé và chúng ta thấy được là trong thời điểm hiện tại bitcoin đang có một sự từ chối ở trong cái tin tức ngày hôm qua giá cả đã chạm đến cái khu vực là 26 400 tức là khu vực daily low rất là gần đến khu vực này ha thì nó đã sinh ra một cái lượng bán khá là lớn và khiến cho giá cả của bitcoin rơi xuống ở trong tin tức CPI và trong tin tức CPI ngày hôm qua con số được công bố là 4% tức là nó đã giảm về 0.9%, nó ngang với lại cái mức kỳ vọng của thị trường. Và trong thời điểm này, như anh chị thấy được là uh, CPI nó giảm xuống tại sao lại uh, khiến cho giá cả crypto giảm thì anh chị có thể là xem qua một tí về core inflation rate. Thì core inflation rate nó cũng có mức giảm mà thật sự á khi mà anh chị nhìn vào đây á, con số giảm của nó không đáng kể. Ha, nó giảm uh, từ 5.5% xuống con số là 5.3%, tức là chỉ có 0.2%. Thì đối với cái chỉ số Core Rate này thì anh chị biết được là nó sẽ trừ lương thực và cũng như là năng lượng ra Cho nên là anh chị thấy được đây mới là cái con số mà Fed nó quan tâm Và khi mà cái con số này chưa giảm nhiều thì em nghĩ rằng là trong thời gian tới khả năng là Fed nó vẫn có thể là tăng lãi suất tiếp ha anh chị ha và trong cái thời điểm là một giờ sáng ngày thứ năm tức là ở sáng ngày mai một giờ sáng ha thì anh chị sẽ đón nhận cái thông tin về cái việc là Fed sẽ công bố về lãi suất và đây cũng sẽ là một cái tin tức cực kỳ quan trọng và em vẫn đang nghĩ rằng là thời điểm hiện tại Fed sẽ phải giữ cái mức lãi suất lại, ha, Fed sẽ lại giữ cái mức lãi suất lại bởi vì sao? À, vì á, là thời điểm này nếu như mà tăng lên á, thì nó quá đột ngột mà Fed phải nhìn về cái những cái vấn đề thực tế á, trên thị trường. ví dụ như là trong thời gian qua à, Mỹ nó đã gọi là tăng nợ trần lên, ha, chính phủ Mỹ đã tăng nợ trần lên và cái thứ hai nữa là khi mà tăng nợ trần lên như vậy thì cái dòng tiền nó sẽ được kích thích ra thị trường thêm nữa và nó có thể là khiến cho CPI có thể là tăng trưởng trở lại có nghĩa là cái lạm phát hồi nãy chúng ta đang xem á nó có thể là tăng trưởng trở lại và khi mà cái con số này nó tăng trưởng trở lại thì anh chị phải hiểu một vấn đề là Fed nó phải tiếp tục tăng lãi suất để kìm hãm lạm phát và đây sẽ là một cái sự thực tế và nó không hề tốt cho cái nền tài chính Mỹ ha anh chị ha và cũng như là crypto thì nó cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều thì nó cũng có và đối với cái lệnh long ở trong ngày hôm qua thì em cũng đã thông báo với anh chị ở trong sáng nay rằng là em đã chốt cái lệnh long rồi bởi vì là trong thời gian tới chúng ta sẽ không có thể nào mà nắm rõ được rằng là cái cuộc họp của Fed á khi mà FOMC nó diễn ra thì họ có nói một cái vấn đề nào đó liên quan đến tốt hay xấu của thị trường hay không Ha, chị ha vì là thời điểm này chúng ta đang nằm ở cái gọi là lưng chừng dốc chúng ta không biết được rằng là Fed nó sẽ đưa ra cái phát biểu như thế nào cái hành động tiếp theo của nó trong thời gian tới ra sao cả cho nên là để mà đảm bảo an toàn thì em sẽ tạm thời em đóng cái định lon của em lại ở trong ngày hôm qua rồi và thời điểm tới á em vẫn sẽ vẫn nghiêng về cái vấn đề là chúng ta sẽ sót cao hơn bởi vì là thị trường từ giờ đến cuối năm em nghĩ vẫn chưa thể nào bình phục và bình ổn đâu anh chị anh chị ha đó nếu như mà anh chị xét về cái vấn đề là ở uh, bây giờ Mỹ á nó ngưng tăng lãi suất thì cái lý do gì để nó ngưng tăng lãi suất nó chưa đủ yếu tố để cấu thành cái vấn đề đó anh chị thì bây giờ nếu như mà phép nó không tăng lãi suất thì nó cần phải có một cái lý do nhưng mà hiện tại em chưa thấy có một cái lý do nào đủ thuyết phục để phép nó phải ngưng tăng lãi suất cả và trong khi đó nữa thì lạm phát thực tế ra mà nói là nó chưa thực sự là giảm theo đúng cái ý muốn của phép nữa anh chị đó, cho nên là em vẫn theo cái kịch bản rằng là trong thời gian tới một là Fed vẫn sẽ giữ cái mức tăng lãi suất ở 5.25% này ha hai là Fed sẽ tiếp tục tăng nếu có những chuyển biến xấu của thị trường hơn đó. và vì vậy chúng ta nên ưu tiên những lệnh sót hơn anh chị và những cái vùng mà trong thời gian tới vẫn sẽ sót là ở đâu vẫn là 26.700 hoặc là thấp hơn một tí là cái vùng mà trong ngày hôm qua chúng ta sinh ra một cái lực bán rất là lớn nếu như anh chị bật cái volume của bitcoin lên anh chị sẽ thấy được là cái lượng volume bán nó cực kỳ cao và cực kỳ lớn ở trong ngày hôm qua chứng tỏ thị trường bây giờ nó đang bán nó đang rất là sợ hãi nha anh chị nha và thời điểm này thì sao? xét về ngắn hạn đi chúng ta vẫn đang nằm và giữ chân mức giá của chúng ta nằm ở quanh khu vực là BOC chúng ta chưa có thể là có một cái lực bán để phá vỡ ra khỏi khu vực này bởi vì chúng ta vẫn còn phải đón chờ những cái tin tức tới vậy nên là sau tin tức của Fed ở trong một giờ sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ có kết quả và chúng ta sẽ biết được rằng là cái hướng đi của nó như thế nào sau những cuộc họp sau những sự bắt phát biểu nha chị nha ví dụ như là trong thời gian tới đi tối một giờ sáng này đi Fed nó chỉ cần nói rằng là ở trong thời gian tới mà nếu như CPI không được giảm tiếp theo ý muốn và nguyện vọng của Fed thì cái vấn đề là trong những tháng tới nó sẽ tăng lãi suất là bình thường anh chị. vậy nên chúng ta phải đề phòng anh chị ha, chúng ta phải đề phòng và cũng như là ở thời điểm này nếu như mà nói Fed nói giảm lãi suất ngay thì chưa đâu, chúng ta vẫn phải chờ những chuyện biến xấu hơn. và về mặt Bitcoin chúng ta vẫn theo cái kịch bản cũ là em vẫn sẽ canh sót ở hai khu vực là 26.700 cho đến là 27.300. Đó. và nếu như mà thị trường nó có bị điên rồ lắm đi thì cùng lắm là nó tới 28.4 và ba khu vực này vẫn sẽ là ba khu vực mà em sẽ canh rằng bất cứ khi nào mà chúng ta có một sự từ chối một cái lượng bán mở ra cho thị trường tương đối ổn thì em sẽ canh để mà ra cái kịch bản rằng là em sẽ sót cái đồng Bitcoin này xuống và em vẫn đang có một cái kỳ vọng ở khung tuần. ha em vẫn đang có một cái kỳ vọng ở khung tuần rằng là chúng ta vẫn có thể là chạm đến những cái mức giá sâu hơn. vẫn có thể nha anh chị. Đó thời điểm hiện tại chúng ta thấy được rằng là à, Bitcoin nó đang nằm ở ngay khu vực hỗ trợ này Và nếu mà không có một cái lực tăng Ít nhất là trong tuần này hoặc là trong tuần tới mà không có lực tăng lớn Thì rất có thể là chúng ta sẽ bứt phá ra khỏi khu vực hỗ trợ này Là khoảng 25 600 và di chuyển xuống sâu hơn đó, Và di chuyển xuống sâu hơn Kịch bản này chúng ta đã bày với nhau cũng khá là lâu và dài Ở trong thời gian vừa qua rồi Và như anh chị thấy được đây Chúng ta vẫn đang à, gọi là di chuyển xuống hay Chúng ta vẫn đang ở trong một đà giảm và cái tỷ lệ giảm này nó vẫn có thể là kéo dài ra Và khi mà nó bung ra khỏi khu vực 25.600 này Thì em dám khẳng định với anh chị rằng nó có thể là đi sâu hơn Và cũng như là có thể là chạm đến những cái ngưỡng Như là cái khu vực là khoảng 18 cho đến là 20.000 đô Quanh khu vực hỗ trợ dưới này nha anh chị nha để trong thời gian tới mà anh chị có thể là trading cùng team thì như anh chị thấy được là thời điểm hiện tại đối với em Bybit vẫn là một sàn giao dịch rất là ok nha anh chị nha khi mà họ có cái sự thanh khoản rất là sâu và cũng như là những cái cặp giao dịch của họ ở trên thị trường rất là đầy đủ để anh chị có thể là trading và cũng như là cái sự trượt giá của nó cũng rất là thấp nữa cho nên là trading với Bybit là một cái sự lựa chọn rất là tốt để anh chị có thể là nghiên cứu và tham gia ở trong thời gian tới và để mà anh chị có thể là trading ở trên sàn giao dịch Bybit anh chị có thể là đăng ký dưới đường dẫn của team anh chị hai em sẽ để dưới phần mô tả video này anh chị có thể là ủng hộ team và cũng như là anh chị có thể là kiếm phần thưởng lên đến là 30.000 đô khi anh chị có thể là trading và cũng như là nẹp những cái mốc mà họ đã đề ra ở đây nha anh chị nhé Rồi thì bây giờ chúng ta hãy quay trở lại với vấn đề tiếp theo video ngày hôm nay. Về một cái thông tin nữa mẹ cũng muốn chia sẻ và anh chị nhanh chóng vào trong ngày hôm nay đó chính là USDT Dominant Về USDT Dominant thì ngày hôm qua chúng ta cũng đã bàn đến cái vấn đề là chúng ta đang có một cái khu vực hỗ trợ ngay cái đường 50% này nha anh chị nha. Để em sẽ tắt bớt đi một vài cái thông tin chúng ta nhìn cho nó dễ hơn. Đây thì anh chị thấy được là gì? Chúng ta có cái kháng cự tạm thời chúng ta ở khu vực là 8.2% và chúng ta đã từ chối quanh khu vực này để di chuyển xuống và khi mà đến khu vực 50% của kênh giá anh chị thấy được là nó có sức hồi lên không ạ Đó, và đây là cái cái lý do mà anh chị thấy được là bitcoin ngày hôm qua á, nó tăng lên à, nó tăng lên khi mà chúng ta thấy có tin tức nhưng mà cuối cùng nó vẫn bị đè xuống bởi vì là cái sự phục hồi của usdt dominant và cái tỷ lệ trong thời gian tới nó vẫn có thể là tiếp tục gia tăng cái sự tăng chịu nó lên cái khu vực kẹo hơn là 8 4 nó vẫn sẽ xảy ra được nha anh chị nha cho nên là hãy chú ý rằng uh, thời điểm này nếu như anh chị lo á, thì hãy lo ngắn thôi giống như em thôi em lo trong ngày hôm qua khi mà tin tức ra em thấy không ổn thì hiện tại em vẫn đã chốt lời có nghĩa là chúng ta vẫn phải chốt khi chúng ta có lời đối với những cái lệnh long còn đối với lệnh xót thì chúng ta sẽ tìm vị thế để xót xuống và cũng như là ngắm đến những cái target nó đẹp hơn nha anh chị đó. Và trong cái thời gian vừa qua em nói thiệt là từ tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 đến thời điểm hiện tại là tháng 6, em vẫn luôn nói với anh chị rằng là thị trường đến bây giờ nó phải nguội lại, nó phải điều chỉnh đã. Đó. và cái vấn đề nó đang diễn ra như anh chị thấy, thời điểm hiện tại chúng ta đã qua 3 tháng với nhau, có rất là nhiều tranh cãi ở trên cộng đồng chúng ta, người thì ờ uh, nè, mày nói thế này thế kia nhưng mà cuối cùng thì anh chị thấy sao ạ? à, cuối cùng thì anh chị thấy được là nó vẫn phải giảm thôi bởi vì là nó đến những cái khu vực quan trọng như thế này á không ai dạy mà bỏ tiền vào mua em nói thật với anh chị luôn trong thời gian vừa qua nếu mà anh chị mua ở vùng 31.000 đô một cái vùng tâm lý một cái vùng kháng cự rất tốt ha cũng như là cái vùng này là cái vùng kết thúc cái sóng si này thì nếu như anh chị đặt cái niềm tin về anh chị mua ở ngay đỉnh này thì có phải là thị trường nó đang đánh lừa anh chị hay không hay là chính bản thân anh chị đang đánh lừa anh chị Đó, và cái vấn đề khi mà nó điều chỉnh giảm xuống thì anh chị phải chấp nhận thôi Huh. đó nếu anh chị đầu tư dài hạn thì anh chị mua ở đây thì nó cũng không sao cả. Anh chị có thể là xuống đây anh chị gom được, hoặc là xuống sâu hơn nữa anh chị gom được. Đó là tùy vào cái khoản vốn mà anh chị đang có, anh chị muốn đầu tư thời gian bao lâu, anh chị nhắm đến cái mục tiêu của mình là bao xa thì anh chị có thể là đặt niềm tin, gửi gắm niềm tin vào đó. Chúng ta không thể nào mà cấm cản nhau rằng là đầu tư như thế này đúng không anh chị? Cho nên là khi mà anh chị xem những cái nội dung của tụi em á, anh chị vẫn phải lưu ý rằng là không được xem là lời khuyên đầu tư nha anh chị nha. Và không chỉ là những cái yếu tố về phân tích kỹ thuật nó xấu hay là những cái yếu tố liên quan đến là tin tức về uh, kinh tế thế giới nó xấu mà chúng ta còn có những tin tức liên quan đến là Binance. Một cái sàn giao dịch cũng khá là lớn ở trên thị trường anh chị. Và khi mà một cái sàn giao dịch lớn ở trên thị trường mà nó bị kiện tụng, nó bị uh, đưa ra xét xử thì anh chị phải biết rằng là nó là một yếu tố để mà có thể là kích thích thêm về cái sự giảm giá thì chúng ta không thể biết được rằng là trong thời gian tới binance nó có thể là thắng kiện hay không hay là binance nó sẽ thu kiện hay là binance phải nộp phạt hay bất cứ cái hình thức nào à, bởi vì là cái tin tức chúng ta thấy được rằng là cái vụ kiện này nó vẫn là một cái vụ kiện dân sự và khi mà cái vụ kiện dân sự thì nó có thể là à, bỏ tiền ra nó đền bù nó đóng phạt vân vân thì nó sẽ giải quyết xong nhưng mà về cái uy tín lâu dài của binance nếu như trong cái vụ kiện này mà binance nó bị xét ra rằng á, là nó đang có những cái yếu tố liên quan đến là à, sử dụng vốn khách hàng trái trái phép hay là sai mục đích khi mà người ta gửi tiền vào thì đó cũng là cái tin tức rất là xấu anh chị chúng ta không thể nào mà lường trước được những vấn đề đó và khi mà cái tin tức về Binance trong thời gian tới những cái vụ kiện nó diễn ra đi chẳng hạn mà nó lại tiếp đẩy về những cái, cái cái, dấu hiệu xấu nữa thì có phải là thị trường nó sẽ có thể là có một cái cú rơi và điều chỉnh sâu không anh chị mọi cái tin tức ở trên thị trường này nó được sinh ra với một mục đích thôi anh chị là làm giá Ha. mục đích ở trên thị trường này tin tức sinh ra để làm gì để làm giá thôi và khi mà chúng ta đang có những dữ liệu không tốt về thị trường á cho nên là anh chị lưu ý rằng là có thể là chúng ta vẫn sẽ tạo ra thêm nhiều cái sức điều chỉnh hơn ở trong thời gian tới và cái cú sập ở trong thời gian tới là cái thời điểm mà anh chị phải còn đô ha cú sập ở trong thời gian tới nếu nó xảy ra với những cái tình trạng xấu như thời điểm hiện tại anh chị vẫn phải còn đô thì giống như cái thời điểm mà chúng ta thấy được là ở cái sóng bốn này chúng ta rơi xuống sóng năm này đúng không ạ thời điểm đó anh an em cộng đồng đầu tư điện tử rất nhiều đô bởi vì là tụi em đã chốt từ rất lâu rồi anh chị Tụi em đã chốt từ cái vùng là 42, 43 ngàn Thậm chí là sâu hơn em vẫn kêu anh chị là à, Anh chị có thể là canh để chốt đi, chốt đi Và khi mà đến những cái vùng giá đáy sâu như thế này Anh chị thấy được là anh chị gom ăn con thôi Nó cũng đã ngon rồi Chưa nói đến ít Bitcoin Anh chị gom ăn con nó cũng đã ngon rồi Vậy nên là trong thời gian tới Khi mà chúng ta bứt phá ra được khỏi cái khu vực này Khu vực là khoảng 24 900 25 000 này nè chúng ta bứt phá ra được thì anh chị sẽ thấy được rằng là chúng ta có thể là chạm đến những khu vực mà chúng ta đã dự phóng ra và thời điểm đó nếu như chúng ta có những tín hiệu đẹp chúng ta có thể là phân bổ vốn ra bắt đầu gom dần dần ở những khu vực giá sâu hơn nha anh chị nha đó thì đó là cái quan điểm và cái góc nhìn đầu tư của em ở trong thời gian tới thì anh chị có thể là tham khảo và cũng như là đưa ra quyết định của chính bản thân mình đừng xem là lời khuyên đầu tư nha anh chị nha em đang đầu tư cho chính bản thân em và khi mà anh chị cầm tài sản của anh chị thì anh chị phải đầu tư theo chính cái quyết định của anh chị thì nó mang toàn được và video ngày hôm nay thì em sẽ cập nhật nhanh chóng đến đây thôi và chị cứ lưu ý rằng đối với bitcoin ở trong ngắn hạn nếu như anh chị muốn trading ở thời điểm hiện tại anh chị muốn lon lên hay anh chị muốn sót xuống thì anh chị lưu ý rằng lon chúng ta chỉ lo ngắn thôi chúng ta ăn lợi nhuận chúng ta thấy ổn thì chúng ta nhảy ra khỏi thị trường bởi vì chúng ta đang nằm ở trong một cái vùng tin tức và sau cái tin lãi suất này thị trường sẽ đưa ra cái hướng quyết định của nó ví dụ như fed trong thời gian tới mà nó kêu rằng là sẽ ngưng tăng lãi suất để thị trường phục hồi thì anh chị biết là thị trường suda moon nhưng mà nếu fed nó kêu lại ở trong thời gian tới tao vẫn phải giữ cái mức tăng lãi suất này hoặc thậm chí là tao phải gọi là tăng thêm lãi suất nữa thì thời điểm đó anh chị phải canh sóc anh chị ha buổi tối ngày hôm nay rất là quan trọng cho nên anh chị có thể là theo dõi những cái tin tức đó để chị có thể là cập nhật nhanh chóng hơn về những cái tình hình ở sắp tới của thị trường thì ở thời điểm hiện tại là như vậy anh chị hãy theo dõi tin tức ha và khi mà anh chị đinh anh chị lưu ý thời điểm này là thời điểm ra tin nó có rất là nhiều những cái sự biến động mạnh ở trên thị trường cho nên là khi trading anh chị lưu ý hãy có SL nha anh chị nha vì nó sẽ đảm bảo cái sự an toàn cho anh chị và nếu như anh chị thấy những cái nội dung mà tụi em mang đến cho anh chị nó có giá trị để anh chị giải trí để anh chị tham khảo được và cũng như là an toàn hơn khi đầu tư về trading anh chị đừng quên để lại nút like và nút đăng ký ủng hộ team phát triển trong thời gian tới nha anh chị nhé và trong ngày mai thì em sẽ đưa ra những cái thông tin phân tích thêm về những cái diễn biến của Fed khi họ tăng lãi suất hay là họ giữ lãi suất hay là họ giảm lãi suất để anh chị có thể nắm bắt theo thị trường nó kịp thời hơn rồi thì cảm ơn tất cả anh chị đã xem đến hết video này hẹn gặp lại tất cả anh chị trong những video lần sau